Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái tư vấn có nội dung như thế này. Khách hàng bảo rằng là tôi có một người quen, khi mà ông chú ruột của tôi khi mà tham gia bán đất thì trong tình cờ khi mà bán đất thì ổng bị chết bất đắc kỳ tử. Thì xin hỏi với luật sư là trong trường hợp này thì cái hợp đồng đó có còn hiệu lực hay không? Có vô hiệu hay không? Thưa quý vị và các bạn, cái dữ liệu thông tin mà vị khách hàng đưa ra nó một cái cách rất là chung chung, chưa có những cái vấn đề về cụ thể, về chi tiết. Vì thực sự ra người khách hàng này là người cháu mà cũng không biết rõ cái cơ sở pháp lý, cái những cái giao dịch thực tiễn. Thì thôi tạm thời tôi sẽ tư vấn trên cái nội dung rất là chung chung, rất là bao quát của khách hàng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề. Ông chú khi ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì ông có toàn quyền định đoạt hay không? Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp một người nào đó có tài sản, ví dụ như là bất động sản, như là động sản, nhà, xe, nhà, cửa và một số những cái quyền vị gắn với quyền tài sản gắn với cái tên của ông chú đó. Thì bây giờ bước đầu tiên khi xác định cái hợp đồng này thì chúng ta sẽ xác định khi ông chú đó chết thì ông chú đó có toàn quyền đối với tài sản này hay không. Thông thường thì trong trường hợp di sản sẽ có hai dạng. Thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này chỉ là một mình tên ông chú. Cái thứ hai là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đứng tên, có thể là ông đứng đại diện thừa kế. Khối tài sản đó có rất nhiều anh chị em, tuy nhiên rằng là ông đứng đại diện và ông sẽ có một suất thừa kế, hoặc là ông chỉ là một nửa tài sản trong khối tài sản chung vợ chồng. Hoặc là bây giờ vấn đề nằm ở chỗ góp vốn trong những cái hợp đồng góp vốn. Như vậy, điều đầu tiên vị khách hàng phải xác định được cho tôi rằng khi tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tài sản này là tài sản có thuộc quyền quản lý sử dụng và định đoạt của ông hay không. Khi xác định tài sản quản lý sử dụng và định đoạt của một mình ông hoặc là đồng sử dụng, đồng sở hữu thì chúng ta sẽ tính thêm. Vấn đề thứ hai là khi xác định được chủ sở hữu, chủ quyền, quyền sử dụng đất thì chúng ta sẽ tiến đến một cái chủ sở hữu có những cái quyền gì? Quyền thứ nhất là chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Chiếm hữu thì bây giờ vấn đề nằm ở chỗ tôi, khi mà tôi quản lý sử dụng này thì tôi được toàn quyền, ví dụ như mình được quyền đem cái tài sản này cho thuê, đem cái tài sản này đi cầm cố, đem cái tài sản này đi thế chấp ngân hàng, đem cái tài sản này đi tặng cho người thứ ba. Những cái quyền mà quy định pháp luật về quyền của chủ sử dụng, quyền của một cái người quyền sử dụng đất. Đây là cái câu hỏi chính, thưa quý vị. Đây là một cái câu hỏi chính trong cái vấn đề là hợp đồng này có vô hiệu hay không. Thưa quý vị và các bạn, pháp luật quy định rằng trong trường hợp khi tham gia giao dịch của một cái giao dịch, đặc biệt là giao dịch về bất động sản, về nhà ở, thì chắc chắn cái việc giao dịch này phải có đến ở phòng công chứng theo cái quy định của luật công chứng. Thì tôi tạm chia ra cái hồ sơ thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giữa cái ông chú của vị khách hàng và cái người nhận chuyển nhượng, cái người mua, họ chỉ có ký hợp đồng đặt cọc. Thì trong trường hợp này, sau khi ký hợp đồng đặt cọc thì trước khi mà định đoạt cái vấn đề này thì tôi giả sử là quyền sử dụng, quyền sở hữu cái tài sản bất động sản đó là của ông,
và không bị tranh chấp không có, tức là ông có toàn quyền định đoạt đối với cái khối tài sản là đất, là nhà. Thì tôi đưa ra hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải xem là hai bên ký một cái giấy tờ mà nhận một số tiền cọc. Nếu trong trường hợp này thì các bên sẽ tiến hành ông chú nhận một đặt cọc 100 triệu trong cái tổng cái giá trị tài sản là 1 tỷ đồng. Vậy thì khi ông chú chết thì chúng ta sẽ hỏi ý chí của những đồng thừa kế. Thì chắc chắn nếu quý vị và các bạn xem cái video của tôi thì quý vị và các bạn tôi sẽ rất là nhiều video, những chuỗi video hàng thừa kế thứ nhất hoặc hàng thừa kế của họ, có thể là hàng thừa kế thứ hai của cái ông chú này. Thì như vậy trong trường hợp này thì khi ông chú chết thì không thể tham gia ký cái hợp đồng chuyển nhượng, thì ông chú này phải buộc lòng tất cả những người hàng thừa kế nói chung phải có một cái quy trình khai nhận di sản thừa kế. Và trong cái quá trình khai nhận di sản thừa kế này thì phía bên cái người nhận chuyển nhượng đó, người mua đó, họ xem cái người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng này họ có đồng ý bán nữa hay không, hoặc là thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng thì dễ thôi. Sau cái quy trình khai nhận di sản thừa kế rồi thì khai nhận di sản thừa kế xong rồi thì lại họ lại tiếp tục bán. Những người đồng thừa kế này họ nhận một cái số tiền, ví dụ tôi nói hồi nãy, nếu bây giờ giao dịch cái phần đất này là 1 tỷ đồng và các bên đã đặt cọc 100 triệu thì còn lại sau khi hoàn tất cái thủ tục sang tên đăng bộ khai nhận di sản thừa kế thì tiếp tục bán với cái giá là nhận phía bên mua sẽ tiếp tục chuyển cho những đồng thừa kế này với số tiền là 900 triệu. Vấn đề thứ hai, thưa quý vị và các bạn, vấn đề thứ hai là trong trường hợp cái ông chú này ông đã đến văn phòng công chứng để ông xác lập cái quyền, cái ý chí của ông rằng là ông chuyển nhượng cho phía bên người nhận chuyển nhượng, và ông đã nhận một cái số tiền, tôi đặt giả sử là 800 triệu và chỉ còn 200 triệu nữa thôi. Thì trong cái quá trình mà hồ sơ đang sang tên đăng bộ thì họ, cái ông chú này ông chết. Thì trong trường hợp này nó cũng có hai trường hợp nhỏ xảy ra. Thứ nhất là các bên thống nhất là tiếp tục thực hiện hợp đồng này, và các hàng đồng thừa kế nếu không có gì thay đổi thì thỏa thuận nhận tiếp số tiền 200 triệu. Tại vì quý vị và các bạn biết không, sau khi mà qua thuế rồi, thủ tục hoàn tất rồi thì phía bên ông, cái người mất đó họ không cần phải đến để mà nhận giấy. Còn nếu trong trường hợp thứ hai các bên làm kỹ hơn thì tại thời điểm mặc dù cái ông chú này ký tên tại phòng công chứng và nhận cái số tiền là 800 triệu rồi, tuy nhiên vướng mắc là ở bên thuế còn thiếu chữ ký của ông, thì bây giờ chúng ta sẽ tường trình lại và các hàng thừa kế của ông chú này sẽ hoàn tất cái thủ tục, có thể là quay trở lại khai nhận di sản thừa kế, cũng có thể là tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vì tôi cho rằng là tùy theo cái tính chất vụ việc mà chúng ta sẽ uyển chuyển, và dĩ nhiên cái sự uyển chuyển này nó sẽ không mất đi cái quyền lợi của cái người mua, và cũng giống như là cái số tiền thừa kế này thì nó sẽ bị cái ý chí của ông là ông muốn bán đó. Trở lại vấn đề, tôi cho một cái vấn đề tinh túy nhất trong cái hồ sơ này như thế này. Trong tất cả những vấn đề, cái ý chí của người còn sống rất là quan trọng. Bởi vậy khi mà họ còn sống, cái ý chí này, cái ý chí họ chuyển nhượng đất cho phía bên người nhận chuyển nhượng rất quan trọng. Thì tôi cho rằng các đồng thừa kế của ông gồm có cha mẹ, vợ chồng, con cái, hoặc là hàng thừa kế thứ hai, nếu ông trong trường hợp ông độc thân, thì hãy có những cái uyển chuyển để trên cái tinh thần ý chí rất là quan trọng của người để lại di sản. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà mong muốn dân ta phải biết luật ta,
Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái thông điệp rất là cơ bản, và chắc chắn là tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn về việc mua bán nhà đất. Và tôi cho rằng là cái việc mà mua bán nhà đất nó là một cái vấn đề rất là quan trọng, vì có một nhiều người cả một đời người dành dụm để mà mua được nhà đất. Tôi có một khách hàng họ bảo với tôi rằng là đây là một cái tài sản rất là lớn, cho nên khi mà ký mà chuyển nhượng mua một cái tài sản thì họ rất là lo lắng, thậm chí họ bỏ cả công ăn việc làm để mua được cái tài sản và tránh đến mức thấp nhất những cái rủi ro. Và tôi cho rằng là mình phải thật tỉnh táo khi mua cũng như khi bán một cái tài sản là bất động sản. Chắc chắn rằng trong video có những cái khiếm khuyết trong cái quá trình nói, trong cái quá trình, vì tôi là văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là những cái cá nhân chứ không phải là một cái tổ chức, một cái tổ hợp, một cái công ty luật nhiều thành viên, cho nên có một cái sự đan chéo lẫn nhau. Tuy nhiên đây cũng văn phòng tôi cũng là tính chất vùng quê, những cái gì hiểu biết am hiểu những cái luật cơ bản thì mong muốn là tôi cũng đưa đến quý vị và các bạn. Mong những cái độc giả xem video này sẽ có một cái sự update, một cái sự cập nhật, một cái kiến thức pháp luật để tự bảo vệ bản thân mình. Xin trân trọng cảm ơn.